sông nước tuyệt đẹp các bạn nhé. Đây này đoạn đường quốc lộ 1A các bạn này, thuộc huyện Thạch Hà nhé các bạn nhé, huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh. Mình chào tất cả các bạn nhé. Quay một chút cảnh đẹp sông nước các bạn. Xa xa cầu kia là cầu Cày các bạn nhé. Đoạn đường quốc lộ 1A nối thành phố tỉnh về huyện Thạch Hà các bạn. Đây là dòng sông này, sông Cày. Đẹp lắm các bạn. Cảnh sông nước tuyệt đẹp các bạn nhé. Đây này toàn đường quốc lộ 1A các bạn này, thuộc huyện Thạch Hà nhé các bạn nhé, huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh. Đây có hai vợ chồng đang chèo thuyền thả 12 cần mực các bạn. Giờ này mình quay một chút vẻ đẹp lãng mạn bên dòng sông Cày các bạn nhé, sông Cầu Cày rất tuyệt vời các bạn, dòng sông rất đẹp. Phía trên là đường quốc lộ 1A, đây là địa phận huyện Thạch Hà các bạn nhé. Mình chào các bạn ở đây nhé, gặp lại các bạn ở video sau.